Vâng, hiện tại là 2 giờ chiều ngày 17 tháng 3 năm 2019 và chúng tôi là vừa hoàn thiện cho nhà Bắc Bình tại chợ Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh, một chiếc sập và tứ diện gỗ hương đỏ đây. Chúng tôi đã hoàn thiện và lắp đặt xong cho gia đình bác ấy. Tôi có quay lại một video làm kỷ niệm với bác và gia đình, cũng như là giới thiệu cho quý vị và các bạn chiếc sập mà này. Một chiếc sập gỗ hương đỏ rất đẹp. Đây, toàn cảnh chiếc sập đây. Dạ là dày 10 phân, chân 24. Sập trơn tứ diện gỗ hương đỏ. Còn phía bên ngoài này thì có một chiếc tủ rượu, một chiếc tủ rượu nữa cho gia đình bác. Đây là bác Bình đây, bác chủ nhà này. Rất cảm ơn bác và gia đình đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Mọi người ai có nhu cầu thì có liên hệ với số điện thoại 0987 510806 ấy. Hoặc là truy cập vào website đồ gỗ tùng 8.com. Đây là hình ảnh bác Bình. Rất cảm ơn bác đã sử dụng sản phẩm nhé. Vâng, bác rất hài lòng với sản phẩm chúng tôi. Chúng tôi đi gần 300 cây số từ Phú Thọ chúng tôi. Rồi hẹn gặp lại mọi người trong những video khác.